bạn là Jenny Vlog đây. Hôm nay thì Jenny cùng với các bạn sẽ làm một món mới, đó chính là món kem lắc tại nhà. Món này siêu nhanh luôn á mọi người á. Rồi, nguyên liệu hôm nay gồm có là đá bi nè, rồi muối hộp nè các bạn. Vì bình này hơi nặng và to nên mình đã rót ra một cái ly nhỏ như vậy nè, để mình bỏ nước vô cái túi để mình làm cho nó nhanh hơn nha các bạn. Rồi, tiếp theo là túi ni lông và thùng đó. Bởi vì đang dịch bệnh nên mình không có đi ra ngoài để mua những cái bọc nhỏ hơn, nên là lấy một cái bọc bự cắt ra làm đôi để làm cho các bạn, tại vì để làm đỡ các bạn, bởi vì cái này nếu mà bự quá thì mình làm rất là hao nha các bạn. Rồi, ok, tiếp theo là hộp nhựa để lắc nè. Rồi, đây là cái chén và cái muỗng để làm xong sẽ thưởng thức và nói lên cảm nhận khi ăn cái món này để các bạn biết và làm tại nhà thử nha. Ok, các bạn có thể sử dụng đĩa, bởi vì đĩa này á là mình sợ bị đổ ra bàn á, nên mình dùng cái đĩa để khỏi bị đổ nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ làm thử luôn nha. Rồi, các bạn nhớ buộc chắc để không bị lắc, không bị đổ nha. Tiên thì mình sẽ lấy cái bọc, cái túi này đó, sẽ vặn lên để đổ cho dễ đó. Rồi, tiếp theo mình sẽ kê vào đây để không mấy là bị đổ ra cái bàn á. Rồi, mình sẽ đổ nước nho vô. Rồi, các bạn nhớ buộc chắc nha. Rồi, mình sẽ nó được như vậy rồi nè, túm lại. Đó, túm lại nè. Và xoay một vòng để cho chắc đó các bạn. Rồi, sẽ dùng thêm một cọng thun này nè. Đó, mình sẽ buộc vô để khỏi bị trào ra ngoài. Đó, mình sẽ buộc vô nè. Buộc phải chắc nha các bạn. Buộc mà không chắc là nó sẽ trong lúc mình lắc thì sẽ bị trào và phèo luôn á các bạn. Sẽ buộc chắc lên nha. Đã kia phải chắc, rất là chắc. Đã. Au, trời. Được như vậy nè các bạn. Mình phải buộc thêm một vòng nữa để cho chắc hơn. Au da. Rất cứng rồi các bạn. Rồi, nghĩa là ok rồi đó. Bây giờ mình sẽ nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ mở cái hộp này ra. Dạ. Mình sẽ bỏ đá vào. À, mình nghĩ là bỏ nguyên cái bọc này vô. Rồi, sẽ bỏ đá bên này vô. Mình đẩy vô đây là để nó đổ nha các bạn. Rồi,
nữa các bạn, mình sẽ bỏ thêm đá vào. Muối để giúp đá làm đông nhanh hơn nha các bạn. Đó. Rồi. Tiếp theo mình sẽ đậy nắp chắc lại. Chắc thật là chắc luôn các bạn. Rồi, tiếp theo mình sẽ lắc. Lắc để khi nào mà các bạn thấy mình cái hai cái tay mỏi thì thôi nha. Tiếng hơi ồn á các bạn ơi.
rồi các bạn ơi, lắc thêm một xíu nữa là đông nha. Hãy lắc thật chặt lại nè. Yeah. Rồi, lắc tiếp thôi. Xem tiếp nha. Rất thành công. Nghĩa là cũng gần gần được rồi đó các bạn. Đây. Nó còn hơi lỏng lỏng một xíu thôi. Tôi sẽ lắc tiếp thêm một xíu nữa để đá trong đây tan. Mình nghĩ là được rồi nha các bạn. Các bạn sẽ mở thùng ra nha. Bắt đầu là bột chắc lắm đó mọi người. Mở ra và xem thử, xem thành quả của mình nãy giờ đó. Xem cái thấy cái này cũng được á. Mát ra cứng quá các bạn ơi. Cứng lại
rồi mình sẽ lấy kéo cắt luôn các bạn. Cho vẻ. Oh my god. Mình sợ nó chảy. Được rồi, nhưng mà hơi chảy một xíu. Ngon, lặn và thơm mùi nho lắm các bạn ạ. Đây. Các bạn hãy thử làm kem lắc này tại nhà đi. Rất ngon luôn đó. Nguyên kem này thì chỉ cần có đá bi và muối. Hai nguyên liệu này không thể thiếu khi làm món kem này nha. Nước trái cây nữa nha các bạn. Đó, các bạn phải lắc để cho nước đá trong đây tan ra hết luôn á các bạn thì ăn mới ngon được nha. Rồi. Nếu các bạn thấy cái món kem này ngon á thì các bạn hãy về nhà và làm thử đi, ăn rất là ngon các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho Jenny một like, một share và bấm nút đăng ký giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.